Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày nay mình lại có cơ hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người web Steam Live lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người sơ đồ, đó chính là sơ đồ 422 Hester phiên bản áp lực ngay phần sân của đối phương luôn khi mình đang cầm banh. Và dĩ nhiên chưa xem video này đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ này nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ 422 Hester này sẽ bao gồm những vị trí nào mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng ra sao nha. Mình sẽ có 2 Hester. Thì mỗi Hester mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng đó chính là di chuyển ngay khi đối một nè, với lại thêm một cái đó chính là phản ứng ngay khi kêu xâm nhập. Nếu có thêm một xoáy nữa thì đây sẽ là bộ ba kỹ năng ngon nhất của tiền đạo đó. Tiền đạo kế bên thì các bạn cũng sẽ gắn thêm cái đối một nữa, nhưng với lại cái sút nha, một cái kỹ năng sút, có thể sút tầm thấp, có thể sút xa, có thể sút xoáy. Hai cái đó quan trọng nhất. Nếu có thêm cái chuông nữa thì ngon, nhưng mà ở đây mình không có thì mình sẽ lấy cái xoáy, bởi vì tiền đạo còn lại ít thế nào mình cũng creative lên lắm. Mình sẽ có người làm tường để cho mình đỡ banh thì người này sẽ xuất xa nhiều, cũng có chạy trong gắn đỡ một. Còn cái phản ứng kêu sau nhập thì với phiên bản hiện tại thì mình cảm giác nó thiếu đi sự cần thiết rồi. Và hai anh chàng tiền đạo cánh thì mình cũng sẽ gắn thêm một cái di chuyển khi đỡ một nè, với lại một cái nữa đó chính là một cái kỹ năng truyền hoặc kỹ năng sút nào đó, có thể là tạo hồ ghi bàn này, vừa cải thiện cái truyền vừa cải thiện sút cho mình cắm luôn nè, cái này khá ngon nha. Và kỹ năng chạy đỡ một để chạy nhanh, cái khéo léo để lắng và cái kia để kiến tạo để truyền. Còn cái phản ứng kêu xâm nhập thì về tại thì thấy nó cũng không quan trọng mấy đâu, thì ít có sử dụng trong một số trường hợp lắm. Bên phía cánh còn lại thì nếu như mà bạn muốn có thêm cái phản ứng ngay khi kêu xâm nhập thì bạn vẫn gắn vẫn được nha. Di chuyển ngay khi đỡ một nè, phản ứng kêu xâm nhập với lại khéo léo, nhưng mà tốt nhất vẫn là cái đỡ một này đi kèm với cái sút nào đó. Ở đây thì mình hết sút rồi, em mình sẽ gắn phản ứng khi kêu xâm nhập. Hai CDM thì mình sẽ gắn một cái đó chính là đỡ một cái sút xa, họ đỡ một cái sút xoáy nha. Ở đây là hai vị trí rất quan trọng cho những cú sút xa ngoài cấm á, cho nên mình sẽ gắn hai kỹ năng này. Đỡ một để chạy nhanh hơn. Phiên bản mà 422 này á thì khả năng ghi bàn của hai anh chàng CDM được cải thiện rất là nhiều luôn. Đôi khi ảnh có thể bứt tốc lên và mình đỡ một mình chạy nè, đôi khi có thể là sút xa, xoáy với đơn ngoài cấm. Nếu như các bạn có thêm một cái kỹ năng mà vừa cứu xa vừa cứu xoáy đứng kèm đỡ một nữa thì đó là kỹ năng quá đỉnh của cái C2 CDM luôn. Ở đây thì mình chỉ có hai và cái kỹ năng này thôi. Và ICB thì mình sẽ gắn luôn vì kỹ năng đó chính là khéo léo với tổ chức mọi người. Hoặc là khéo léo tổ chức thôi, hoặc là khéo léo với lại tắt bóng. Đây, ở đây có khéo léo với tắt bóng nè. Ở đây mình cũng có khéo léo tắt bóng nè. CB thì thường sẽ khéo léo tắt bóng, tại vì hai vị trí này cũng chả chạy lên mình cắm làm gì ha. Để khéo léo với tắt bóng thôi. Và hai anh chàng hậu về cánh thì mình sẽ để khéo léo lại tổ chức. Với hai vị trí này đôi khi họ chạy lên á, mình cần họ chạy về lại xíu thì mình sẽ để khéo léo lại tổ chức nè. Và bên kia ở ngoài cũng sẽ là khéo léo lại tổ chức cho an toàn khi mình chạy về. GK thì mình sẽ để một cái cản phá sút và một cái cản phá sút trung bình. Hai cái này, đây cản phá sút này, cản phá sút trung bình, hoặc là thêm cái cản phá sút cự ly gần, hoặc là cái cản phá sút, hoặc là cái nào đó nữa để ra ba kỹ năng. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cản phá sút và cản phá sút hoặc cái trung bình, cái sút xa, cái xoáy ha. Đó là bộ kỹ năng khá ok. Nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên đó chính là Bago nha mọi người nha. Và huấn luyện viên này mới vừa xuất hiện đây, Bago. Huấn luyện có tốc độ chạy và chuyển xác, đây hai kỹ năng khá quan trọng trong sơ đồ này. Tiếp theo là phần chiến thuật đội, thì phòng thủ mình sẽ để áp lực ngay khi mất bóng nha, rộng 4, thấp 3. Áp lực ngay khi mất bóng này nó sẽ giúp cho mình khi mà mình đang tấn công mà tự nhiên mình mất banh thì tất cả những cầu thủ của mình họ sẽ pressing 1-1 lại ngay lập tức ở phần sân đối phương luôn, để cho mình có thể tiếp tục cái pha tấn công đó cho đến khi hết banh. Nó sẽ an toàn hơn cho mình tránh bị những phản công. Nếu đối phương muốn phản công nhanh họ sẽ mất banh, còn nếu như mà họ truyền về lại họ giữ thì cầu thủ mình họ sẽ đẩy lên pressing tầm cao, lúc đó thì càng dễ lấy banh nữa. Và rộng 4 thôi và thấp 3. Rộng 4 thấp 3 là để khoảng cách nó hẹp lại xíu, những cầu thủ của mình họ cũng sẽ lui về để hạn chế phản công nhanh và cái khoảng cách nó hẹp, bởi vì ở phiên bản tại cái khoảng cách mà sút xa nó rất là dễ ghi bàn, cho nên là càng hẹp thì đối phương họ sẽ càng khó sút. Họ có thể đẩy ra biên, nhưng đẩy ra biên thì lúc mà tạt vào thì chập phòng cấm của mình cũng rất là đông người để mà có thể phòng thủ, cho nên là sẽ an toàn hơn. Đây là cách phòng thủ gọi là vừa an toàn mà vừa chắc chắn nữa. Nếu như đối phương cầm banh lâu quá sau của mình thì đội mình cũng sẽ tự lui về nha, chứ không phải áp lực ngay khi bóng này là đối phương lúc nào cầu thủ của mình ở sau đối phương đâu, xong mình sẽ lui về phòng ngự nữa. Tấn công thì mình sẽ để là chuyển trạng thái nhanh nè, rộng 8, cầu thủ trong cắm sẽ là 7 thôi, phạt góc sẽ là 3 và đá phạt sẽ là 2. Đây sẽ là sơ đồ gọi là mình chuyển trạng thái nhanh là vừa khi cứu được banh là mình đẩy lên luôn, để cho nó phối hợp với lại cái áp lực khi mất bóng thì hai cái sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ ra một hướng tấn công ổn áp nhất. Và rộng 8, rộng khoảng cách sẽ tấn công ở dọc biên nè, bởi vì khi mà tấn công mình ở để áp lực khi mất bóng thì đối phương cũng áp lực khi mất bóng được, cho nên là
khi mình tấn công thì mình sẽ đẩy van ra biên ra hai cánh á, để cho mình có thể thoát pressing tốt hơn và mình có thể triển khai thằng van nó tấn công nhịp nhàng hơn. Và khi càng rộng thì cái mức độ tấn công của mình khi ở biên á thì mình sẽ tạt vô nó dễ vô nè, có thể truyền qua tuyến hai nè, có thể cut inside trong để ghi bàn. Cầu thủ trong cấm là 7, cái này thì các bạn có thể tăng lên cũng được, nhưng mà mình nghĩ là 7 là hợp lý đó. Bởi vì mình muốn là có nhiều người trong cấm, nhưng mình vẫn có muốn có người ở ngoài sau để tung ra tuyến hai nữa, mình sẽ để lại một CDM ngoài sau nha. Cái cầu thủ trong cấm này 7 nó sẽ giúp cho các bạn có một CDM ở ngoài vòng cấm và một CDM trong vòng cấm. Sự phối hợp của mình có thể vừa sút xa, vừa có thể sút gần, vừa có thể căng ngang, vừa có thể tạt, mọi thứ nó đa dạng rất là nhiều. Phạt góc sẽ là 3, đá phạt 2. Để phạt góc là mình muốn đông xíu, đông người xíu, chơi khi mình những đường tạt mình nó sẽ an toàn, mặc dù có thể bị phản công. Nhưng mà khi các bạn tạt hay các bạn tấn công, các bạn muốn truyền vô khi ở những phạt góc á, sẽ có nhiều người trong có sự lựa chọn hơn. Đá phạt để 2 cân bằng. Sướng mình sẽ để chung nha, vừa tấn công vừa phòng ngự. Các bạn để theo phòng thủ cũng được, nhưng phòng thủ thì lên rất là chậm, chung an toàn chứ. Tiếp theo là phần chiếu đơn của từng cầu thủ thì mình sẽ có 2 ST và mỗi ST sẽ là chạy chỗ á. Công 3 thủ 1 sẽ nách chạy chỗ luôn cho phòng thủ đánh chặn thông thường. Thì đây sẽ là người luôn luôn chạy. Ở đây mình sẽ cân bằng tí xíu là mỗi người một vai trò. Tiền đạo chạy sẽ là tiền đạo áp sát vòng cấm của đối phương trong khoảng thời gian ngắn nhất khi mình phản công. Và khi mà banh lên được vòng cấm rồi thì cả hai tiền đạo đều chạy vòng cấm này mà. Còn nếu như mà trước đó thì tiền đạo này họ sẽ chạy vô trước, tiền đạo kia đứng lại để chờ đường banh từ đồng đội, để mình có sự phối hợp nhịp nhàng hơn trong cái pha phản công. Và những tiền đạo này nên chọn những cầu thủ có tốc độ tốt, có khả năng dứt điểm tốt. 2 chân 5 5 cũng được, nếu 5 4 thì cũng sao, nhưng quan trọng tốc độ nha, chạy nhanh cái đã, cao thì càng tốt. Nếu không cao tầm trên 1m8 thì cũng khá ok ha. Ronaldo de Lima nè, Shevchenko nè, Eusebio, Pele hoặc là kể cả Eto vẫn thích hợp cho vị trí này. Đó là những tiền đạo có khả năng sút tốt mặc dù chưa cao. Nếu bạn muốn cao thì còn có cả Lewandowski hoặc là Ian Rus cũng khá hợp cho vị trí này luôn á. Đây sẽ là một trong những tiền đạo khá quan trọng chủ lực, và đây cũng là tiền đạo ghi bàn rất là nhiều và thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống ra cho những cầu thủ khác. Cho nên là mỗi người một vai trò nha. Tiền đạo thứ hai thì mình sẽ để là họ sẽ làm tường đó. Công 3 thủ 1 nha, tấn công trung bình, luôn hỗ trợ phòng thủ đánh chặn thông thường và sau hỗ trợ xâm nhập công bằng. Thì đây sẽ là tiền đạo đứng lại khi mà team của mình phản công á, họ sẽ đứng lại. Họ đứng lại thì họ chờ những cái vệ tinh xung quanh từ hai cánh, từ CDM truyền banh và sau đó họ đưa cái banh lại cho ST. Hoặc là cầu thủ này cũng sẽ là người dứt điểm bằng cú sút xa, dứt điểm bằng cú dứt D, dứt điểm bằng một pha tự động đua tốc độ để đối mặt với lại cầu thủ hoặc là đối mặt với lại thủ môn của bạn luôn. Cho nên đây sẽ là một cầu thủ hơi đa dạng một xíu nha, có khả năng truyền cái đá, cầu thủ phải có khả năng truyền bởi vì họ sẽ phối hợp rất là nhiều với những vệ tinh xung quanh, có khả năng sút xa, với đôi khi họ ít khi nào mà đối mặt trong vòng cấm lắm, họ sẽ đưa banh cho tiền đạo còn lại hoặc là sẽ tự mình kết thúc bằng cú sút xa bên ngoài. Cao một xíu, cao để làm tường, để lắng, để tranh chấp những pha bóng tốt hơn. Và cái nữa là nếu như cao thì sẽ có khả năng đánh đầu, cái đó thì mình cũng không quan trọng lắm đâu, bởi vì ở phiên bản tại nếu đánh đầu và tạt bóng vào thì cầu thủ yêu cầu khả năng chọn vị trí sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Và đó sẽ là những cầu thủ như là Shevchenko nè, Harry Kane nè, Benzema nè, có thể là CR7 vẫn đá thích hợp trong vị trí này. Và đôi khi tỷ lệ ghi bàn của hai tiền đạo này á thì cũng ngang nhau nha, chứ không phải tiền đạo chạy chỗ nhiều hơn đâu, đôi khi mình nghĩ vẫn ngang à, với tiền đạo này sút xa hay lắm, phiên bản là phiên bản sút xa dễ vào nữa. Nên những cái vị trí này là vị trí dễ ghi bàn nhất. Và tiếp theo là hai vị trí tiền vệ cánh thì mình sẽ để chiến lược giống nhau thôi, công 3 thủ 2, cơ hội tạo ra như nhau, hỗ trợ thủ cơ bản đánh chặn thông thường, duy trì vị trí, hỗ trợ tạt bóng cân bằng, hỗ trợ xâm nhập trung bình, thì cân bằng với nhau thôi, như chang nhau. Thì hai anh chàng tiền vệ cánh này cũng sẽ là ghi bàn rất là nhiều, mình ở đây mình sẽ để họ tự động di chuyển theo AI của họ thôi. Và những cầu thủ đó mình chọn như là Son Heung-min, là Pele, là Perisic hay là Nedved thì họ sẽ thường có khả năng xâm vòng cấm rất là nhiều, cho nên họ cũng sẽ ghi bàn bằng cách là đối mặt thủ môn nha, bằng cách đối mặt thủ môn từ bên cánh nè, bằng cách là bẻ cong, bẻ banh vô cái lên sao trong để có thể dứt đê về góc xa và sút xa để ghi bàn. Rất là nhiều cơ hội ghi bàn từ hai anh chàng cánh này, và hai anh chàng cánh này cũng sẽ là người triển khai cái lối chơi khi mình vừa cướp banh ở hàng sau của mình. Mình sẽ đưa ra ba cánh đầu tiên thì hai anh chàng rất quan trọng, nên chọn những người có tốc độ tốt cái đã, tạt tốt cũng được hoặc tạt yếu xíu cũng không sao, quan trọng nhất là phải chạy. Chạy càng nhanh càng tốt nha, bởi vì chạy nhanh để mình có thể thoát pressing, chạy nhanh để mình tạo ra sự đột biến khi mà tấn công hay là biên ấy. Và hai cầu thủ đó cũng phải có khả năng dứt điểm tốt, chỉ xuống điểm cao tí xíu để đối mặt thủ môn ghi bàn chắc chắn hơn. Sút xoáy cũng phải cao, sút xa cũng phải cao, truyền ngắn truyền dài thì cũng ổn áp xíu cũng được ha. Rơi banh tốt thì càng ngon, nói chung đây cầu thủ cũng khá hoàn hảo. Somi nè, Bele nè, Nedved nè, có thể là Perisic, McCroy, Sayozun, Barnes cũng rất là hợp cho vị trí này, những cầu thủ khá quen thuộc ha. Eusebio nữa. Đó là những cầu thủ có tốc độ tốt, và đó sẽ là những cầu thủ giúp bạn ghi bàn rất là nhiều với sơ đồ này. Sơ đồ phụ thuộc rất là nhiều vào hai cánh. Tiếp theo là hai vị trí CDM thì mình sẽ để công 2 thủ 3, tấn công công bằng, phòng thủ trung bình, thủ biên đánh chặn thông thường. Thì hai CDM này cũng sẽ là cầu thủ ghi bàn rất là nhiều á, bởi vì mình chia ra rồi, mỗi người nhìn cân bằng gì á,
nhưng mỗi người sẽ là chia vai trò khác nhau. Ví dụ tấn công hành lang cánh phải thì người ở bên phải sẽ đứng ở ngoài và người bên trái sẽ xâm nhập vùng cấm. Còn nếu như tấn công bên trái thì cái CDM bên trái sẽ đứng ngoài và CDM bên phải sẽ chạy vô vùng cấm. Họ sẽ phối hợp ra để mình vừa có người truyền ra mà vừa có người truyền vô nữa, cái sự tấn công mình nó sẽ đa dạng hơn. Và hai anh chàng này vẫn có thể ghi bàn thường xuyên ngoài vùng cấm á, ghi bàn rất là nhiều. Phiên bản này xuất xa rất là dễ vô lắm, cho nên các bạn phải cứ chọn những CDM có khả năng xuất xa, CDM có khả năng tấn công, có khả năng truyền, 2/5 càng tốt. Chỉ số phòng ngự thì cũng không quan trọng đâu, phòng ngự thấp xíu cũng sao, với CDM thường mà cắt banh á thì rất ít trường hợp đó, chỉ có lắng hay là cắt đường truyền nhưng ít á. Bởi vì thường người ta gặp CDM người ta ngọt lại mà. Cho nên là những Toni Kroos nè, Ruud Gullit nè, Lothar Matthäus nè, Savic nè, rất hợp vị trí này luôn, vừa sút vừa thủ vừa truyền. Bộ tứ trung vệ thì mình sẽ để hai vào cánh, sẽ là công 2 và thủ 3, AR2 không tham gia tấn công. Hai CB sẽ là công 1, thủ 3 đây để mặc định hết. Với 4 trò hậu vệ nào sẽ luôn luôn ở nhà, mình chỉnh hơn ở nhà chỉ có hai vào cánh công 2 xíu để hỗ trợ hai CDM nè. Tại đôi khi hai CDM cầm banh mà hai vào cánh không lên á thì mình sẽ bị bí bài nếu như đối phương họ che mất hai anh chàng từ cánh của mình. Mình có hai cánh nữa, mình đẩy ra xíu nữa để mình triển khai đường banh với từng tiếng ngang cho nó dễ dàng hơn ha. Và 4 trò hậu vệ này sẽ luôn luôn ở nhà sau khi truyền ở nhà ra để cắt banh để phòng ngự tốt hơn. Thì chọn hai vào cánh mức lương càng cao càng tốt, nếu không có thì lương trên 10 là được. Hai CB yêu cầu tốc độ nha, một trung bình một nhỏ thì còn tốc độ cao để phòng ngự chắc chắn hơn. Manini, Van der Ven hay là Van Dijk hay là Varane rất hợp cho vị trí này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-2-2-2 sẽ như thế nào nha. Đây là phiên bản mà các bạn sẽ áp lực khi học bóng, cho nên là khi mà đối phương chỉ cần lấy được banh mình lúc tấn công thôi và họ và vội vàng họ lên tấn công thì lúc này họ sẽ không còn người để tấn công nữa, mình sẽ che hết trơn rồi, họ bắt buộc phải truyền về. Và khi họ truyền về thì mình lại áp nhanh và họ cũng sẽ mất banh à, cho nên là họ bắt buộc họ sẽ phải tấn công nhiều và họ sẽ phải cầm banh dắt. Và khi mình cứu được banh rồi thì những trường hợp mình cứu banh ở phần sau đối phương á thì mình rất dễ phản công. Lúc này cầu thủ của họ đang phải dâng lên rồi thì gặp mình sẽ đẩy ra đường biên rồi căng ngang vào họ, các bạn phải xuất xa, các bạn chết đê là dễ các bạn lắm. Và nếu vô tình khi mà đang tấn công mà các bạn mất banh á, các bạn đừng sợ nha, mình cứ cầm, mình áp sát cầu thủ mà gần banh nhất á, mình cứ đuổi cầu thủ đó, mình áp sát cái đã. Bởi vì những cầu thủ khác á họ đã tự pressing các cầu thủ còn lại rồi, họ chỉ cái duy nhất là họ cầm thằng cầu thủ gần banh họ rê thì mới có thể qua mình được. Cho hãy cố gắng tí xíu cầm áp sát nhanh thì nếu như họ truyền mình sẽ mất banh, sau đó thì mình sẽ phản công. Những đường phản công lúc này khá đơn giản về đối phương á, cái game này có cái AI là khi mình vừa cứu được banh thì tất cả những cầu thủ ở phần sân của mình á thì họ mình sẽ tấn công luôn, cho nên khi họ tấn công cũng vậy, họ sẽ mất người và mình phản công rất là nhanh. Với sơ đồ này thì đôi khi mà trong tình huống mà các bạn phản công chỉ còn 3 đường truyền thôi là mình sẽ tới được cái khung thành của đối phương luôn. Từ hai chàng tiền đạo phối hợp với nhau trong khoảng 3 đường truyền và mình có thể nhiều chạm, nhưng mà quan trọng là chạy á. Với đối phương khi mà thủ trong những pha phản công ở phiên bản này rất là khó thủ lắm. Và đó là toàn bộ chi tiết về sơ đồ 4-2-2-HST mà muốn giới thiệu tới các con người, vừa bao gồm cả nhà quản lý, huấn luyện viên kỹ năng, chiến thuật đơn, chiến thuật đội cũng như cách vận hành. Và hơi mới tí xíu nhờ khả năng áp lực ngay khi bóng sẽ làm cái sơ đồ rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên sẽ còn rất là nhiều sơ đồ khác hồi meta nữa mà các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận hoặc chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.